Chào mừng các bạn đến với kênh Thanh Nga Official. Và nếu đây là lần đầu tiên bạn theo dõi những cái video của bên mình thì nhớ nhấn cái nút đăng ký ở bên dưới nha. Hàng tuần thì bên mình sẽ tải lên những cái video để hướng dẫn cho các bạn những cái kiến thức về sinh lý cũng như là những cái kỹ năng phòng the. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu một cái chủ đề mà mình nghĩ rằng rất là nhiều bạn nam quan tâm, đó là những nguyên nhân nào khiến cho phụ nữ từ chối quan hệ. Đây là cái mối quan tâm của rất là nhiều bạn luôn, bởi vì mình biết rằng có nhiều anh là gì bị vợ từ chối suốt mà không biết tại sao là cô ấy lại từ chối mình, trong khi là nhu cầu và ham muốn của mình rất là cao, phải không nào? Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu và phân tích thật là kỹ 8 nguyên nhân đó nha. Khi mà vợ bạn luôn lấy lý do bận rộn với các cái thể loại công việc và lờ bạn đi, đồng nghĩa với việc cô ấy không còn hứng thú với chuyện làm chuyện ấy nữa với bạn nữa. Và các bạn đừng vội chấm dứt hay đầu hàng về cái chuyện này, và chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu là nguyên nhân nào mà cô ấy bị như vậy, phải không nào? Và theo một số nhà nghiên cứu thì người ta đã nói rằng thì các bạn có thể ngừng khởi xướng mối quan hệ tình ái khi bị từ chối, nhưng nếu bạn muốn nhận được những cái hưng phấn, những cái đáp ứng một lần nữa thì bạn buộc phải cố gắng mà thôi. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ngay những nguyên nhân nào khiến cho cô ấy từ chối quan hệ với bạn. Nguyên nhân đầu tiên là cho cô ấy có thể cảm thấy là gì, không hài lòng với mối quan hệ của cả hai người. Đối với nhiều phụ nữ thì ham muốn tình ái nó có liên quan trực tiếp đến cái cách mà họ cảm nhận về cái mối quan hệ đó. Và nếu như vợ bạn cảm thấy là khó chịu với bạn hoặc là không hài lòng với hôn nhân, cô ấy khó có thể nào hào hứng với cái mối quan hệ tình ái với bạn được. Bạn cần phải hỏi cô ấy, tìm hiểu những gì cô ấy đang nghĩ về gia đình, về bạn. Có thể là cô ấy sẽ chỉ ra một cái gì đó vụn vặt, như là không thích những cái thói quen trong sinh hoạt của bạn, hoặc là khó chịu với cái cách chải tóc của bạn, hoặc là cô ấy có thể chia sẻ một vấn đề gì đó mà nó lớn hơn, giống như là cô ấy có cảm giác là bạn không tôn trọng cô ấy, hoặc là hai người thường xuyên không nói chuyện, không chia sẻ với nhau chẳng hạn. Nguyên nhân thứ hai có thể là do phụ nữ bị đau rát vùng kín. Những cái trục trặc do tình ái gây nên với cơ thể phụ nữ có thể nói là nó rất đáng kể. Nếu như cái việc quan hệ tình ái giữa hai người mà nó đau đớn hoặc nó khó chịu thì cô ấy sẽ khiến cho người ta dễ bị lãng tránh. Và cả phụ nữ và nam giới đều lần lượt trải qua những cái biến động về thể chất lẫn nội tiết tố. Đối với phụ nữ thì những cái biến động như vậy nó có thể ảnh hưởng đến khả năng tình ái, nó có thể ảnh hưởng đến nhu cầu tình ái, và nó có thể làm giảm cái sự sẵn sàng khi mà nhập cuộc. Khô âm đạo gây ra cảm giác nè, rát nè, buốt nè. Và hãy tìm hiểu những cái điều có thể ứng xử kịp thời. Một trong những cái điều tốt nhất là hãy quan tâm, hãy hỏi cô ấy là em cảm thấy thế nào, em cảm thấy có đau không, như thế nào là em cảm thấy ổn nhất, để giúp cho cô ấy cảm thấy là gì, thoải mái. Hoặc là khi bạn đã khám phá đây chính là lý do, bạn cũng có thể sử dụng, lựa chọn bằng cách là gì, bạn có thể sử dụng cái gel bôi trơn này. Nếu như mà cô ấy cảm thấy đau rát và cô ấy cũng không biết những cái sản phẩm nào mà để hỗ trợ cái tình trạng đau rát đó, thì bạn có thể chủ động đề xuất cô ấy là sử dụng cái gel bôi trơn này. Nó sẽ giúp cho cái quá trình quan hệ của các bạn diễn ra trơn tru hơn. Đặc biệt là cái chất gel bôi trơn Sagami ở bên mình đó, thì nó giống với cái dịch ở vùng kín đến 95%. Do đó là các bạn hoàn toàn yên tâm khi mà các bạn sử dụng cái gel này nha. Nguyên nhân thứ ba đó là có thể là cô ấy giảm ham muốn trong cái thời kỳ mãn kinh. Khi mà thời kỳ mãn kinh đó, thì các bạn biết rằng cái nồng độ estrogen trong cơ thể phụ nữ nó sụt giảm một cách nghiêm trọng luôn. Chính vì vậy mà cái ham muốn của một người phụ nữ cũng sẽ giảm theo. Và đi cùng với đó là tình trạng khô hạn hay là đau rát hay là teo vùng kín chẳng hạn. Thì ở cái giai đoạn này thì các bạn có thể tham khảo là sử dụng trái thạch collagen này để bổ sung cái nội tiết tố cho nữ. Và đặc biệt là cái thạch collagen bên mình nó chỉ bổ sung theo cái dạng là estrogen thực vật mà thôi. Do đó khi mà các bạn bổ sung thì nó rất là an toàn cho cơ thể. Nó sẽ giúp cho cô ấy tăng ham muốn, giảm cái tần suất từ chối quan hệ với bạn. Và đặc biệt là nó cũng bổ sung collagen giúp cho da cô ấy đẹp hơn, tăng độ đàn hồi cho da tốt hơn.
Nguyên nhân thứ ba có thể là do các bạn không chú trọng vào cái màn dạo đầu. Cái việc tình ái giữa hai người nó cũng không chỉ đơn thuần là quan hệ, mà nó còn phải sự cần thiết tích tụ một cách chậm rãi. Từng nụ hôn mà bạn trao cho cô ấy vào đầu ngày, đó là những cái quan tâm nồng nàn để người bạn đời của bạn biết rằng họ luôn luôn thu hút chồng. Đừng tập trung quá nhiều vào việc lên giường mà hãy chú ý đến những cái đụng chạm cơ thể và thể hiện tình cảm với cô ấy mỗi ngày. Đó có thể là ngồi cạnh cô ấy trên chiếc ghế dài, nắm lấy tay cô ấy khi đi bộ, và đừng làm cho cô ấy nghĩ rằng bạn chỉ muốn chạm vào cơ thể cô ấy khi bạn có nhu cầu về quan hệ tình ái. Nguyên nhân thứ tư có thể là do cô ấy đã hoàn toàn kiệt sức. Không phải đêm nay em đã quá mệt, đó là câu nói mà rất là nhiều phụ nữ hay nói. Đôi khi cái sự mệt mỏi của cô ấy thực sự nó không mang ý nghĩa từ chối bạn đâu. Và sau một ngày bận rộn của công việc với gia đình, cô ấy đã hoàn toàn kiệt sức và không còn đủ khả năng để thực hiện cái điều đó nữa. Vì vậy mà bạn cần phải tôn trọng cô ấy, để cho cô ấy cơ hội được nghỉ ngơi, được thư giãn, để nạp lại năng lượng cho bản thân. Đừng có suy diễn theo ý nghĩa xấu và bực tức và ép buộc cô ấy, mà hãy tiếp tục thể hiện cái sự gần gũi cô ấy sau khi cô ấy đã có một cái khoảng thời gian nghỉ ngơi lại sức, thì chắc chắn là cô ấy sẽ không từ chối bạn đâu. Nguyên nhân thứ năm là cô ấy đã trưởng thành và đã có một chút chán bạn rồi. Những năm trước đây thì có những nhà nghiên cứu về tình ái nổi tiếng thì người ta từng cho rằng tất cả những gì cần thiết để duy trì một cái cuộc sống tình ái thỏa mãn là khi chúng ta già dặn hơn và chúng ta có được sức khỏe tốt và có được đối tác quan tâm thú vị. Vì vậy bạn hãy tự hỏi bản thân mình là khi người bạn đời của bạn nhìn vào bạn ngày hôm nay, cô ấy vẫn còn thấy thú vị, anh chàng này vẫn còn phong độ, vẫn còn hấp dẫn cho cô ấy vẫn còn yêu hay không, hay bạn đang mất điểm dần. Và để mình không trở nên nhàm chán với cô ấy thì hãy tìm hiểu cách lấy lại một phần phong độ, sự quyến rũ, và đừng quên làm những cái hành động thể hiện những cái cảm xúc của mình nha. Nguyên nhân số 6 có thể là do chuyện ấy nó đã trở thành một cái thói quen rồi. Theo thời gian thì cuộc sống tình ái của hai bạn rất có thể là nó đi từ trạng thái rất là hot sang trạng thái buồn tẻ. Nếu bạn hay vợ bạn cảm thấy rằng tình ái đã trở thành một cái gì nó quá dễ đoán, hay thực hiện cùng một cái khoảng thời gian, tại cùng một cái địa điểm, làm đúng một cái tư thế, thì chúng ta phải thay đổi ngay. Bạn hãy làm mới cái hiện trường của mình bằng nhiều cách. Ví dụ như là làm phòng ngủ của mình nó gợi cảm hơn, nó lãng mạn hơn. Các bạn có thể thêm nến, thêm nhạc nhẹ nhàng nè. Các bạn hãy sử dụng trí tưởng tượng, những câu chuyện vui, nhẹ nhõm để trêu chọc và làm cô ấy vui vẻ hơn. Hãy tạo ra những cái khoảnh khắc bất ngờ khi thân mật cùng cô ấy nha. Nguyên nhân số 7 này có thể do cô ấy không nhận được những cái cảm xúc chia sẻ. Thay vì chỉ nghĩ đến cái chuyện là chúng ta quan hệ tình ái, thì bạn nên chú ý nhiều hơn tới những cái cách kết nối, cách chia sẻ cảm xúc của cô ấy. Đôi khi sự kết nối sẽ giúp cho phụ nữ cảm thấy là gì? Họ có được sự tôn trọng, họ có được sự hưng phấn nổi bật khi quan hệ tình ái cùng nhau. Và khi nằm bên nhau thì phải thử chia sẻ cho cô ấy về 3 điều mà bạn cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cô ấy. Và hãy thử đề nghị cô ấy cùng nói chuyện về chủ đề là thích gì trong cái chuyện quan hệ tình ái đó, và những chia sẻ những cảm xúc của nhau. Tuy đơn giản nhưng mà nó đủ để bắt đầu có cái sự kích thích khi cả hai gần nhau. Vừa rồi thì mình đã chia sẻ cho các bạn những cái lý do mà phụ nữ từ chối quan hệ, thì hy vọng rằng những cái lý do này sẽ giúp cho các bạn có được một cái nhìn đúng đắn và tìm hiểu được chính xác nguyên nhân nào mà vợ mình từ chối quan hệ với mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều.